gia đình Hoa hậu Hờ Hen Nie gửi gạo nhà trồng ủng hộ đồng bào vùng bão lũ. Hướng về đồng bào vùng bão lũ, gia đình Hoa hậu H. Hen Nie ở Đắk Lắk đã ủng hộ toàn bộ số gạo nhà làm được để gửi đi các tỉnh phía Bắc. Chiều qua ngày 10 tháng 9, sau khi biết thông tin có các chuyến xe không đồng tại Đắk Lắk đang tiếp nhận nhu yếu phẩm gửi cho người dân đang chịu ảnh hưởng sau bão Gia Di, Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017 Hờ Hen Nie và gia đình đã quyết định ủng hộ toàn bộ số lúa gạo vừa thu hoạch để gửi đến bà con vùng bão lũ. Hơn 7 tạ gạo, giống SCT25, đã được xay xát, đóng gói thành từng bao nhỏ 5kg và gửi xe để khởi hành đi các tỉnh miền Bắc ngay trong đêm ngày 10 tháng 9. Hoa hậu Hờ Hen Nie cho biết do đang có chuyến công tác tại Ninh Thuận nên không trực tiếp tham gia hoạt động tại quê nhà Đắk Lắk. Cô rất xúc động khi thấy mọi người thân trong gia đình và hàng xóm xung quanh đã cùng chung tay phụ giúp đóng gói, vận chuyển gạo từ nhà ở huyện Cư Ma lên trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột rất nhanh và kịp thời. Gia đình Hen cũng quyết định ủng hộ để hỗ trợ một phần nhỏ cho bà con. Hen cảm thấy tự hào khi gia đình mình quyết định chia sẻ những gì nhà mình có. Hy vọng những chia sẻ này có thể lan tỏa, mỗi người sẽ góp một chút của mình để hỗ trợ đồng bào, Hờ Hen Nie nói. Trước đó, Hoa hậu Hờ Hen Nie cũng đã ủng hộ 100 triệu đồng vào tài khoản của Ban Cứu trợ Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.